Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Quỳnh Chi, đến từ chi đội lớp 4B, trường tiểu học Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là giảng sách của thư viện trường mình đấy. Tại đây chúng mình có thể tìm đọc những cuốn sách rất hay các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những cuốn sách mà mình rất yêu thích. Đó là cuốn sách Con Yêu Mẹ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Cuốn sách được in của 15x19cm, dài 42 trang, được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng. Bên dưới tên cuốn sách là hình ảnh chú chim và một cô bé trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu phải không các bạn? Cuốn sách bao gồm rất nhiều bài thơ hay như Thư gửi bố ngoài đảo, Trăng muôn tròn, Tuổi thơ của con và rất nhiều bài thơ hay khác. Nhưng mình thích nhất là bài thơ Con Yêu Mẹ. Các bạn hãy lắng nghe mình đọc một số dòng thơ nhé. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Con yêu mẹ bằng trường học, cả ngày con ở đấy thôi. Lúc con học, lúc con chơi, là con cũng đều có mẹ. Các bạn có thấy hay không nào? Bài thơ mang đầy tình cảm của người con đối với mẹ. Dù có đi đến đâu thì người con cũng luôn luôn nhớ quan tâm đến mẹ và yêu mẹ. Ngoài ra còn rất nhiều bài thơ hay cũng nói về tình yêu của con đối với mẹ. Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách này tại tủ sách của thư viện nhé. Mình chúc các bạn luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời bố mẹ, thầy cô giáo. Đó cũng là tình yêu mà chúng ta dành cho các cô, các mẹ đấy. Còn bây giờ mình phải chào tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Xin thân ái, tạm biệt các bạn.